Con đang bán tạp hóa. Bán tạp hóa hả? À, con bán những gì nói mẹ nghe coi nào. Có biết rồi đấy con. Con bán sữa, bán bánh, bán sữa chua, bán hộp dưa. À vậy hả? Tao cho mẹ xem nào, sữa này chắc ngon lắm nha. Có bán mandarin nữa hả? Dạ. Bây giờ mẹ với em Kobi mua đồ cho con nhé, để ủng hộ con nha. Kobi ơi, Kobi thích uống sữa không? Bình ơi, con bán sữa bao nhiêu một hộp á? Một hộp là 10.000 hả? Thế để mẹ xem mẹ còn tiền không nha. Để mẹ xem nào. Ôi. À, mẹ còn 20.000. Mẹ mua 2 hộp sữa. À, mẹ mua hộp sữa. Này, mẹ mua hộp sữa nha. Kobi lại lấy sữa đi con. Kobi lại lấy. Này này Kobi cục. Kobi lấy cho mẹ một hộp nữa nào, Kobi nào. Đây nè, còn một hộp nữa này nè. Kobi lấy cho mẹ hộp sữa với nào. Rồi, mình có 2 hộp sữa rồi. Mẹ mua 2 hộp sữa rồi, bây giờ mẹ gửi tiền cho con nha. Rồi. Mẹ cho Kobi một hộp nè, Kobi ơi. Nè, cho Kobi một hộp nè. Bình ơi, mẹ cho con một hộp nè. Con bán sữa mà mẹ trả lại luôn. Ừ, mẹ cho con á. Cho con mua lớn đúng không? Này. Kobi mà xe bên đây uống sữa với anh Bình nè. Kobi ơi, mẹ lấy sữa Kobi uống nhé. Nè, nè. Ồ, dạ. Ồ. Con em uống đi nha. Đợi Kobi hả? Khi nó cơm vừa uống xong rồi nó bật cái này lên cho mình. Nếu nó không uống được thì mẹ cắm cái kia xuống đây, cẩn thận tí nữa. Đấy. Rồi em Kobi uống xong rồi đấy, hết rồi đấy. Đi. Ngon không? Con có thương em không? Con được 220.000. Để dành nha, con đút vào heo đất nha. Đút vào heo đất xong là nó sẽ đập mới. Còn cái xe đập cũ thầy. Rồi được rồi, hết rồi đó. Anh Bình ơi. Dạ. Anh Bình đi vớt rác giùm cho em với nha. Mẹ canh kìa. Anh Kobi cứ dành cái ống hút thôi. Này, mẹ cho Kobi cái ống hút nè. Này, quên. Con đi giúp em nha. Cho Kobi ống hút nè.